Kênh cây thuốc Nam xin kính chào bà con cô bác và các bạn, và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh cây thuốc Nam đã ghé xem video để tìm hiểu dược liệu tác dụng và liều lượng. Mời bà con và các bạn nghe chi tiết sau đây. Thưa bà con, hôm nay kênh cây thuốc Nam giới thiệu cho bà con 7 cây thuốc Nam chữa bệnh trĩ. Mời bà con và các bạn nghe từng loại dược liệu sau đây. Một là cách chữa bệnh trĩ bằng cây rau diếp cá. Trong những cây thuốc chữa bệnh trĩ thì hiếm có loại thảo dược nào qua mặt được cây diếp cá. Không chỉ góp mặt trong hầu hết các bài thuốc Nam chữa bệnh trĩ mà chiết xuất từ cây diếp cá còn được đưa vào sản xuất dùng cho những người mắc các căn bệnh khó nói này. Sở dĩ rau diếp cá được ưu ái như vậy là nhờ vào đặc tính sát khuẩn chống viêm nhiễm rất tốt của nó. Ngoài rau diếp cá còn có tính mát và chứa nhiều chất xơ nên có khả năng trị nóng trong, ngăn ngừa táo bón, kích thích ăn uống ngon miệng. Để chữa được bệnh trĩ này bằng rau diếp cá, bà con chuẩn bị dược liệu như sau: rau diếp cá tươi dùng 100g, vài hạt muối ăn. Bà con sử dụng muối hạt. Cách thực hiện: bạn nhặt lá diếp cá và phần thân non đem rửa sạch, giã nát cùng với muối. Sau đó bà con rửa hậu môn cho sạch sẽ rồi lấy rau diếp cá đắp vào hậu môn để cố định 30 phút. Nên kết hợp ăn rau diếp cá sống hoặc xông hậu môn bằng nước nấu từ lá diếp cá để các dấu hiệu của bệnh trĩ nhanh đẩy lùi. Thì cái bài rau diếp cá này bà con mình là có 3 cách sử dụng. Cách thứ nhất là giã sống rồi đắp vào hậu môn. Cách thứ hai là nấu nước, lấy cái hơi nóng của cái nước mình nấu rau diếp cá và để xong hậu môn. Và cái thứ ba đó là ăn rau diếp cá thường xuyên để điều trị bệnh trĩ. Và tiếp tục bài thuốc thứ hai, bài thuốc Nam chữa bệnh trĩ từ cây huyết dụ. Mời bà con xem trên hình ảnh cây huyết dụ. Lá huyết dụ có màu sắc đỏ tía rất bắt mắt nên thường được người dân trồng trước nhà để làm cảnh. Mặc dù vậy, rất ít người biết rằng đây là một loại cây chữa bệnh trĩ và nhiều căn bệnh khác như rong kinh, đau nhức xương khớp hoặc là phong thấp. Cây huyết dụ về bản chất có tính mát, vị hơi đắng, khó uống nhưng lại có công dụng bổ máu, chống ứ trệ, khí huyết, làm teo nhỏ búi trĩ. Những bệnh nhân trĩ bị đi ra máu nhiều dẫn đến thiếu máu hoặc đang bị sa trĩ, lòi trĩ, dùng loại cây huyết dụ này rất tốt. Để chữa được bệnh này bằng cây huyết dụ có 2 cách như sau. Cách 1, lấy 5-7 lá huyết dụ tươi rửa sạch, cắt khúc ngắn, sau đó cho lá huyết dụ vào nấu lấy nước đặc, chia uống 2-3 lần trong ngày cho hết. Và tiếp tục cách thứ hai của cây huyết dụ là kết hợp 20g lá huyết dụ với 20g lá sống đời và 20g cỏ nhỏ nồi, tức là cỏ mực. Ba nguyên liệu trên đem trộn chung tạo thành một thang thuốc và sắc với 600ml nước. Khi thuốc cạn còn 300ml thì ngưng, chia thuốc làm 2 lần uống trước bữa ăn khoảng 30 phút trong ngày. Và tiếp tục cây thuốc Nam chữa bệnh trĩ từ cây cối xay, có nơi gọi là cây dằn xay. Cây cối xay còn được gọi là kim hoa thỏ hay cây dằn xay ở nước ta. Loại cây này được tìm thấy nhiều ở vùng cao Hòa Bình và được người dân nơi đây tận dụng làm thuốc chữa mụn nhọt, tiểu buốt, tiểu rắt, giải độc gan, cả bệnh trĩ, trĩ nội và trĩ ngoại. Bài thuốc Nam chữa bệnh trĩ từ cây cối xay, có ai bị lòi giom là đi hái cây cối xay về làm thuốc uống. Bệnh nhẹ thì uống vài 3 tháng là hết hẳn. Bệnh nặng mới uống thì chỉ bớt là sa trĩ ra ngoài thôi chứ không khỏi hẳn được. Ngày nay người ta biết đến công dụng chữa bệnh của cây cối xay. Bà con và các bạn dùng cây cối xay chữa bệnh trĩ như sau. Bà con chuẩn bị 400g cây cối xay tươi. Nếu bà con dùng khô thì chỉ cần 200g. Cách làm thuốc như sau. Cho cây cối xay vào ấm, đổ thêm 3 bát nước vào sắc, canh đến lúc nước độ còn một chén thì gạn thuốc ra uống sau khi ăn nửa tiếng. Phần bã thuốc chúng ta có thể tận dụng đổ thêm ít nước vào, nấu cho sôi lại khoảng 5 phút và đổ ra xông hậu môn. Ngày xông liên tục 2 lần để giảm đau và kích thích lưu thông máu ở hậu môn. Đó là cách chữa bệnh từ cây cối xay bệnh trĩ. Và bài thuốc thứ 4 đó là chữa bệnh trĩ bằng thuốc Nam hiệu quả từ vỏ hồng. Vỏ hồng mời bà con xem trên hình ảnh trái hồng mà mình ăn á. Khi ăn trái hồng chúng ta thường gọt bỏ vỏ, vứt đi mà không biết rằng đây là một sự lãng phí khá lớn. Bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng vỏ hồng cũng có tác dụng chữa bệnh, mà cụ thể là bệnh trĩ. Theo lý giải của Đông y, người bị trĩ dùng vỏ hồng sẽ giúp cầm máu, cải thiện tình trạng đi cầu ra máu mà hầu hết bệnh nhân bệnh trĩ đều gặp phải. Dùng vỏ hồng là một trong các bài thuốc Nam
chữa bệnh trĩ đang được tin dùng. Để chữa được bệnh trĩ từ vỏ hồng, bà con chuẩn bị 150g vỏ hồng. Cách làm thuốc như sau: vỏ hồng đem ra ngoài nắng phơi cho thật khô rồi cho vào chảo sau chín, sau đó tán nhuyễn vỏ hồng thành bột mịn, có thể làm với số lượng nhiều và cất vào hũ để hàng ngày sử dụng cho tiện. Khi sử dụng, lấy bột vỏ hồng pha với một bát nước cơm uống mỗi ngày một lần vào buổi trưa. Nhiều bệnh nhân cho biết sau khi áp dụng bài thuốc nam chữa bệnh trĩ này được khoảng một tháng thì bệnh đã thuyên giảm thấy rõ. Và tiếp tục bài thuốc thứ năm, dùng cây sáu hổ làm thuốc chữa bệnh trĩ từ cây thuốc nam. Nếu đang chưa biết dùng cây gì để chữa bệnh trĩ mà trong nhà có sẵn cây sáu hổ thì bà con và các bạn nên tận dụng ngay. Trong y học cổ truyền, loại cây này được xem như một vị thuốc có tính hàn, có công dụng chống viêm, xoa dịu thần kinh, giúp cho người bị trĩ bớt đau đớn và ngủ ngon giấc hơn. Để chữa được bệnh này, bà con chuẩn bị dược liệu như sau: chuẩn bị một nắm lá trinh nữ tươi, một cốc rượu trắng. Cách làm thuốc như sau: lá trinh nữ cho vào chảo sao lên cho khô, đổ xuống nền đất sạch, tức là sao ướp thổ, sau đó để nguội và cho vào cái tô, đổ rượu vào rồi đem chưng cách thủy, đun cho đến khi rượu bay hơi hết và nước trong tô chuyển sang màu cánh gián là được. Chia thuốc làm 2 lần uống liên tục trong 7 ngày. Nếu các triệu chứng chưa thuyên giảm thì tiếp tục dùng sang liệu trình mới. Tức là cái bài thuốc này bà con mình sử dụng mỗi một ngày mình uống 2 lần. Bà con sử dụng liên tục trong 7 ngày là bệnh tình sẽ khỏi. Và bài thuốc thứ 6, cây hương nhu chữa bệnh trĩ. Cây hương nhu thường được dân gian sử dụng để nấu nước xong giải cảm hoặc làm thuốc chữa ho và các vấn đề ở đường tiêu hóa. Chiết xuất tinh dầu từ lá hương nhu còn chứa hàm lượng chất giảm đau, chống khủng tự nhiên vô cùng an toàn nên được dùng làm thuốc chữa bệnh trĩ thay thế cho thuốc tây. Để chữa được bệnh trĩ từ cây hương nhu, bà con chuẩn bị dược liệu như sau: bà con sử dụng 1/2 ký hương nhu tươi, 2 lít nước. Cách thực hiện: hương nhu sau khi rửa sạch thì cho vào nồi nấu sôi 10 phút, sau đó đổ nước ra một cái chậu nhỏ hoặc cái bô khi còn đang nóng để xông hậu môn. Khi nước nguội có thể lấy ngâm và rửa hậu môn nhằm tăng hiệu quả điều trị. Đó là cách chữa trị từ cây hương nhu để chữa bệnh trĩ. Và tiếp tục bài thuốc thứ 7, chữa bệnh trĩ bằng cây hoa màu gà. Trong y học cổ truyền, các thầy thuốc xếp hoa màu gà vào nhóm các loại cây chữa bệnh trĩ nhờ có tính mát, giúp trị nóng trong, cầm máu, làm liền các tổn thương viêm sưng ở búi trĩ. Để chữa căn bệnh này, ông bà ta thường lấy phần cụm hoa làm thuốc theo cách sau đây: hái bông hoa màu gà đem phơi hoặc sấy khô, sau đó cho vào máy xay sinh tố nghiền thành bột mịn. Mỗi lần sử dụng lấy khoảng 5g pha vào nước ấm uống, ngày dùng 3-4 lần. Kiên trì áp dụng cách này chữa bệnh trĩ bằng thuốc nam đơn giản này một thời gian sẽ thấy hiệu quả. Thưa bà con, ngoài những cây thuốc trên, bà con và các bạn có thể chữa bệnh trĩ bằng lá mơ hay cây thầu dầu tí cũng cho hiệu quả không hề thua kém. Các bài thuốc nam chữa bệnh trĩ kể trên khi được bào chế đúng cách, uống đúng liều lượng cho phép thì rất an toàn, lành tính, không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho cơ thể. Mọi đối tượng đều có thể áp dụng phương pháp chữa bệnh trĩ này mà không cần phải lo ngại về vấn đề chi phí hay thời gian, bởi hầu hết các cây thuốc đều có sẵn trong vườn, có thể thu hái, sử dụng bất cứ khi nào cần. Mặc dù có nhiều ưu điểm như vậy, song cách chữa bệnh trĩ bằng thuốc nam còn tồn tại một số nhược điểm khó có thể thay đổi, như thuốc nam tận dụng dược tính từ thảo dược tự nhiên nên có tác dụng khá nhẹ, do đó cần sử dụng ngay khi mới bị trĩ mới có hiệu quả. Việc chữa bệnh trĩ nhẹ ngay lúc mới phát hiện sẽ giúp bệnh được loại bỏ dứt điểm trong thời gian ngắn. Thời gian sử dụng kéo dài do hiệu quả phụ thuộc cơ địa, bệnh nhân cần dùng thuốc liên tục nhiều tháng liền hoặc có khi cả năm thì bệnh tình mới khỏi. Để đạt được hiệu quả tốt nhất khi chữa bệnh trĩ bằng thuốc nam, bệnh nhân cần lưu ý những việc sau đây: siêng năng vận động để giữ cân nặng ở mức ổn định, phòng tránh ứ trệ khí huyết ở khu vực hậu môn trực tràng khiến bệnh trĩ nặng hơn, cắt giảm thịt, đồ ăn cay nóng hay chế độ ăn nhiều đồ ngọt trong bữa ăn. Thay vào đó, bạn nên chú ý uống nhiều nước và bổ sung chất xơ cho cơ thể từ rau và trái cây, ăn nhiều đồ mát để ngăn ngừa táo bón, giúp dễ đi cầu khi bị trĩ. Như vậy, bên cạnh vấn đề lựa chọn được những cây thuốc nam chữa bệnh trĩ có hiệu quả thật sự tốt thì còn rất nhiều vấn đề cần lưu ý để việc điều trị sớm gặt hái được những kết quả tốt. Chúc bà con và các bạn mau lành bệnh. Kênh cây thuốc nam xin cảm ơn
bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.